Hello, xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại trong gian bếp của MM Mega Market. Như mọi khi thì ngày hôm nay Long sẽ tiếp tục chia sẻ những món ăn rất là thưởng thức gia đình, mà sau khi mà mọi người xem video clip này thì chúng ta có thể là dễ dàng thực hiện lại tại gia đình của mình. Trước mắt của Long á là những nguyên liệu để mà thực hiện món ăn của ngày hôm nay. Và để biết ngày hôm nay chúng ta làm món ăn gì thì bây giờ chúng ta sẽ đến với các nguyên liệu để thực hiện món ăn đó. Đầu tiên là có trứng cút, đường phèn, hạt bạch quả, kỷ tử, nhãn nhục, táo tàu, hạt sen tươi, cùng với lại là trà túi lọc. Ngoài ra thì nguyên liệu chính trong món ăn này mà ngày hôm nay Long sử dụng đó chính là trứng gà hữu cơ, một sản phẩm từ thương hiệu MMBO. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu các bước để thực hiện món ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến các bước đầu tiên, đó chính là luộc trứng gà. Ở đây Long chuẩn bị sẵn một nồi nước. Và khi nước đã bắt đầu hơi ấm lên đó, thì đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cho trứng gà vào. Và trứng gà sau khi mà bỏ vào trong nước rồi đó, thì chúng ta sẽ nấu trong khoảng 10 phút. Từ thời điểm này cho tới lúc nó sôi 10 phút là chúng ta có thể lấy ra được. Trong cái quá trình mà chúng ta luộc trứng đó các bạn, nếu như mà mọi người muốn thường thấy là khi mà ra ngoài hàng quán á, mà chúng ta ăn á, cảm giác là sau khi mà trứng nấu xong á, cái lòng đỏ nó nằm ở chính giữa, thì ngay cái lúc mà chúng ta vừa thả vào trong cái nước chuẩn bị sôi á, thì chúng ta đảo đều lên. Thì trong cái quá trình khi mà chúng ta đảo như thế này nè, cái lòng đỏ nó sẽ xoáy và nó nằm ở phần ngay chính giữa. Thì khi mà chúng ta cắt ra là nó sẽ nằm gọn bên trong luôn. Đó là lý do tại sao mà đôi khi mà chúng ta nấu tại gia đình của mình á, có những cái trường hợp mà mình đập cái trứng ra là thấy cái lòng đỏ nó nằm sát ở bên cái phần mí bên dưới luôn, mà thậm chí là có những cái là nó bị lấn ra hết cái phần lòng trắng. Thì trong cái quá trình này là lúc mà cái thời điểm mà chúng ta sẽ quậy đều, thì một lát nữa cái trứng gà nó sẽ ra, cái thành phẩm nó sẽ được đẹp hơn. Và trong thời gian để mà chúng ta chờ đợi thì mọi người chuẩn bị sẵn một tô nước đá, để khi mà trứng gà đã vừa chín tới trong khoảng 10 phút thì mình sẽ lấy ra bỏ cho nó hạ nhiệt liền. Thật ra thì cái món ăn này bản thân của Long cũng là người gốc Hoa, vì vậy là trong những dịp mà sinh nhật á, lúc trước lúc Long nhớ là khi mà còn nhỏ là vào những cái dịp sinh nhật, đặc biệt là đối với lại những người lớn như là bà nội chẳng hạn, thì những ngày mà sinh nhật á, lúc nào cũng có cái món chè hộp gà này. Và thường là con cháu trong gia đình đó sẽ tranh nhau nấu món ăn này để mà khi mà đem ra cho mừng thọ, cho sinh nhật của bà nội thì là sẽ được những phong lì xì. Và ngày hôm nay thì Long sẽ thực hiện lại món ăn này. Và tuy nhiên là có những cái thời điểm mà Long cũng đã thường nấu món ăn này và giới thiệu cho bạn bè, thì hầu như là ai vừa mới nhìn thấy là cũng ngán hết, nói là trời, hột gà thì thường là nó có một cái vị là hơi tanh tanh, nhưng mà tại sao là lại đem đi nấu chè được. Nhưng mà cái đây là một cái sự kết hợp, tại vì là trứng gà sau khi mà chúng ta nấu cùng với lại trà thì cái mùi trà nó sẽ là thấm vào cái lớp bên ngoài, nó làm lên một cái màu đen và nó dậy lên cái mùi thơm cho cái phần trứng gà. Và khi chúng ta ăn vào bên trong á, thì cái béo từ cái phần lòng đỏ sẽ làm cho cái món này rất là đặc biệt. Lúc này thì sau 10 phút chúng ta có thể lấy được cái phần trứng gà ra và cho nó ngay vào trong thau nước đá. Mọi người có thể thấy là cái điểm rất là đặc biệt của cái sản phẩm trứng gà hữu cơ từ nhãn hiệu MMBO là tất cả những cái trứng đó, nó có một cái size rất là đồng đều. Hầu như là khi mà mọi người nhìn vào đây đó, rất là giống nhau. Nhưng mà lúc mà còn nhỏ nấu thì lúc nào cũng tranh nhau là chỉ vô cái trứng to này của mình, trứng kia. Nhưng mà đối với lại cái trường hợp này là nghĩ là chắc là không có tranh giành nhau được, tại vì cái trứng nào nó cũng đều đặn như nhau hết, nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Bây giờ là sau khi mà chúng ta để cho cái phần trứng này nó nguội đi thì mình sẽ sử dụng một cái khăn để lau cho nó khô cái phần nước này, và sau đó thì mình đập nhẹ cái phần trứng gà trên cái thớt để cho nó nứt. Và trước đây á thì khi mà Long học cái món ăn này tại gia đình của mình á, thì là thường là ở trong nhà nấu chung với lại các loại trà của người Hoa, như là có sử dụng hồng trà nè và lục trà. Đó là những cái loại trà mà thường là để làm các món trà sữa cũng có hay sử dụng, nó sẽ có cái mùi nó đậm hơn. Còn ở đây thì Long xài sử dụng trà túi lọc để cho mọi người khi mà chúng ta thực hiện lại tại gia đình của mình nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Và với trà túi lọc á, thì mình cũng sẽ không cần thêm một cái thao tác là mình sẽ phải ủ trà hoặc là nấu trà chung vào đây, thì một lát nữa sẽ có những cái sát trà chúng ta sẽ phải lược nó lại. Bây giờ mình sử dụng trà túi lọc á, thì nó sẽ tiện hơn.
Lúc này khi mà cái phần trứng gà nó đã thấm trà hết rồi thì đây là cái thời điểm mà Long sẽ bắt đầu cho cái phần đường này vô để mà chúng ta nêm vô cái phần nước cho chè. Lúc này khi mà cái phần chè của chúng ta, những cái loại nguyên liệu kèm theo nó cũng đã chín và trứng gà thì đã thấm hết gia vị, thì mình sẽ cho kỹ tử vào. Cái kỹ tử này nó chín rất là nhanh, vì vậy là chúng ta chỉ cho kỹ tử vào và nấu trong khoảng thêm 5 phút nữa thôi để cho cái phần kỹ tử này nó mềm. Sau đó là chúng ta đã hoàn thành cái món chè của ngày hôm nay. Rồi lúc này sau khi mà cái phần kỹ tử của chúng ta nó đã chín thì bây giờ là chúng ta đã hoàn thành xong món chè ngày hôm nay. Mình có thể là múc ra tô để mà trình bày. Lúc này thì chúng ta cũng đã xong phần chè hột gà. Như mọi người thấy là cái màu nó rất là đẹp, cái màu nước trà sóng sánh ánh vàng, và đặc biệt là một cái mùi thơm. Cái mùi thơm như lúc này ở trong cái gian bếp của Long thì là nguyên cái không gian là một cái mùi thơm của mùi trà thoang thoảng nhẹ rất là thơm. Bây giờ có hai cách ăn. Thông thường thì là mọi người khuyến khích là chúng ta nên ăn nóng hơn, nhưng mà đối với bản thân của Long thì là Long ăn uống cái gì cũng có đá, vì vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái chén đá xay ở đây. Và đối với lại cái món ăn này thì chúng ta sẽ ăn khi mà lúc mà nó còn ấm nóng như thế này. Khi mà vừa dọn ra là mọi người chúng ta có thể là dùng ngay trong cái thời điểm mà nó còn đang ấm, thì để cho cái phần mà trứng gà nó, cái cảm giác khi mà mình ăn cái trứng gà bên trong nó sẽ không có bị tanh. Đối với lại cái món ăn này thì Long là thích nhất là cái phần nước, để cái phần nước nó rất là thanh. Hoặc là mình có thể là sắn ra. Đó, khi mà Long ăn nè là sẽ cạo hết cái phần lòng đỏ bên trong ra và đánh đều lên cho nó tan hết vào trong cái phần nước. Thì mình húp cái phần nước này nè. Lúc này là cái vị nó sẽ khác hoàn toàn luôn so với lại cái nước mà khi mà chúng ta để nguyên trứng. Cái vị nó rất là béo. Còn đối với lại các bạn mà thích ăn đá thì đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta có thể là cho vào đây cái phần đá bào. Làm cho cái chè của chúng ta nó loãng nhẹ ra và ăn thì cái vị nó mát lắm, như thế dễ ăn hơn. Và như Long có chia sẻ đó, là đối với là món chè hột gà mà bình thường khi chúng ta ăn ở bên ngoài thì nó chỉ có là trà cùng với lại trứng gà hoặc là thêm một chút xíu trứng cút thôi. Tuy nhiên là đối với món ăn này thì Long đã bổ sung thêm vào như là bạch quả nè, kỷ tử, táo tàu và nhãn nhục. Thì đây là một trong số những cái nguyên liệu mà nó sẽ giúp cho chúng ta là đẹp da và cũng giống như là giải nhiệt thanh mát cho ngày những ngày nắng nóng. Và với tiêu chí của những cái clip mà Long thực hiện cùng với lại MM Mega Market, đó là chúng ta sẽ thực hiện những món ăn mà thứ nhất là nguyên liệu là dễ tìm, cái thứ hai là những cách làm rất là đơn giản để chúng ta có thể thực hiện lại tại gia đình của mình. Hy vọng là các bạn yêu thích món ăn này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.